cho làn da trắng hơn. Sẽ đến tư vấn và chăm sóc da miễn phí với các chuyên gia từ viện nghiên cứu Pons. Cho bạn rạng rỡ hơn với làn da trắng hơn. Hãy tham gia hành trình tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 và tháng 6.